Với mô hình lúa tôm, giải pháp rửa mặn phèn kết hợp bón phân cân đối sẽ quyết định năng suất chất lượng sản phẩm của cả cây lúa và con tôm trong mô hình. Vậy, quy trình bón phân ra sao để đạt hiệu quả tối ưu? Những nội dung này sẽ được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cụ thể trong chương trình Canh tác thông minh ngày 25 tháng 9 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.